cho em hỏi nè. Rồi bây giờ là chị đi về nè, có khi nào người ta nói chị là để mình giờ mình sống với hai ông nữa hay gì rồi, có khi nào người ta nói chưa? Chưa, từ bây giờ chưa nghe nói nữa. Tại vì chị chưa có xuất hiện đúng không? Dạ chưa. Còn cấp trước thì sao? Cấp trước thì nói mày khổ quá, sống hai nó khổ quá thì thôi mày bỏ mày đi mẹ rồi đi. Ôm con mày đi đi ở cảnh này ở làm gì? Với lại người ta nói chị là sống với hai người đàn ông là như thế nào? Chị có thể kể cái đoạn đó, cái cách kia người ta nói không? Nói là sống một bà hai ông chồng chứ không phải là nói chung là sống vậy. Anh ở trong nhà. Vậy là người ta nói chị là sống với hai ông chồng. Dạ. Rồi lúc đó chị nói sao? Chị buồn không? Em cũng buồn mà em nói thôi kệ, mình mỉm cười đi qua, người ta hiểu mình không hiểu thôi. Sao chị không giải thích cho người ta hiểu? Nói chung là cái con người em không thích giải thích. À hiểu không? Hiểu thôi à. Không thích là giải thích phân ngôn. Giải thích phân ngôn người ta cũng không có hiểu mình đâu. Mình sống cùng với hai ông như vậy hạnh phúc không? Lúc đầu thì cũng hạnh phúc mà về chập xa từ lúc anh đi về giờ là không còn như xưa. Không còn như xưa, thay đổi hết à. Không còn điều kiện như ngày xưa. Yeah. Khi mà họ lặn á, dọn cơm ra ăn như vậy, hai ông ăn cùng lúc hay là thay phiên? Hai ông cùng lúc. Ông kia ăn sao? Ăn cùng lúc. Mà từng... Ăn cùng lúc luôn hả? Chàng ơi, chàng cho ông kêu ông nhỏ ăn trước đi rồi các con lớn xuống ăn. Không, mà ông không chịu vậy, ăn cơm là dọn ra ăn chung chứ. Yeah. Ăn chung luôn hả má? Ăn chung luôn, bữa giờ vậy đó. Rồi ông lớn ông nhỏ có đòi ăn cơm không? Có. Rồi chị có kêu ổng không? Có, dọn hai ổng ăn. Mà hai ổng có dành ăn không? Dành quá trời luôn. Rồi dắt lên thì sao? Không biết sao, khó xử. Chiều hay sao? Người cũng chiều mấy ổng như sao? Chiều. Mỗi hai ổng dành ăn luôn hả? Dạ. Mỗi lần là chị về á, là cái tình trạng mà hai ổng dành ăn đó là chị mệt mà chị cũng còn quay về nữa. Rồi ổng dành rồi chị cảm giác sao? Chịu luôn chứ sao vậy, phải mình đứng cây giữa mình phải chịu luôn. Không, chịu mệt, không? Mệt không? Mệt thì cũng có mệt. Chấp nhận nha. Chấp nhận. Dạ Thanh Trúc á, Quý Ngôn thì nghe xem một cái video thấy bà giờ dương nhỏ mà không tin. Em chào anh ha. Mấy anh em có xem một cái video á, là thấy bà chị nè là về với ông chồng nhỏ thì cho nên hôm bữa là chị nói mướn trọ mà. Dạ, nhớ con, nhớ nhỏ quá. Ừ, nhớ rồi. Chứ về ổng năn nỉ hoài cho ổng cơ hội này. Mấy anh em kiếm gì vòng vòng trong nhà nhưng mà người ta chỉ là hai vợ chồng ở khu vực này. Dạ. Đi đâu mà có bọc cá anh? Bọc cá. Thôi bây giờ anh mình đậu xe vô đây đi. Kiếm cái chỗ mát nào cho mấy anh em trò chuyện tí xíu nha. Dạ. Để hỏi cái lý do mà tại sao mà chị bỏ đi rồi mà quay về với ông nhỏ nữa. À, chị. Dạ. Hôm bữa đó. Dạ. Chị nói là chị mướn trọ. Dạ. Với lại là ổng dành con lại. Mà bữa nay á mấy anh em có xem một cái video nhưng mà mấy anh em không có tin sự thật. Thì cho nên là tại sao mà chị á bây giờ quay lại với ông nhỏ như thế nào kể cho em nghe coi. Dạ đây nhớ ở ngoài nhà trọ nhớ bé quá à. Về về cứ bé mà ổng cái rước ông nói ở đây thì anh cho rước không lại dành anh cho rước con. Tại vì hôm bữa có một cái bạn quay nhưng mà em thấy ủa phải video mới không ta, nhưng mà hôm bữa mướn trọ cho chị rồi à, bữa đó là về thăm con á. Bán quay số nữa. Quay rồi chị quay đi ổng. Rồi chị thấy đi về với ổng rồi chị thấy sao? Thấy ổng cũng thay đổi. Thay đổi rồi. Cũng nghỉ nhậu rồi, cũng quan tâm vợ con hôm trước. Rồi vậy là chị về là sống về chỗ cũ luôn nè. Dạ. Sống chung với ông anh ba với ông nhỏ. Dạ. À, ba anh em sống lại cái nhà đó. Chàng ơi chị đi khỏe không chết luôn chị. Ông cứ theo ông năn nỉ hoài, nói cho anh cơ hội đi. Nhưng giờ mình có con nhỏ nữa mà không cho anh. Cái này em nói thiệt chị nha. Dạ. Với lại em cũng xin lỗi nhỏ nha. Là theo chị sống một mình với đứa nhỏ nè, tụi em mướn trọ và lấy giấy số cho chị và mua xe cho chị. Thì chị thấy sống tốt hơn hay là sống với mấy ông nhỏ này về sống với ông lớn nhỏ? Được, anh giúp thì sống tốt hơn, nó khỏe hơn. Mà nghĩ tới cảnh con mình thôi, không đủ cha mẹ những tội nghiệp con mình. Bữa là ông dành đó thì
chị nó cũng bỏ luôn nó dễ mà, nhưng mà em tụi em thấy ủa sao mà quay lại nữa, em thấy nó kỳ á ta. Chị ông nhỏ không có cái gì đâu với lại bà thương dữ hả chị. Nói chung mà cũng ngôi ngoài cũng quên em, cũng ngôi ngoài rồi cũng muốn quên rồi mà về thăm ông bé ông cứ năn nỉ hoài. Em nói ví dụ có gì thì anh nhỏ đừng dặn em nha. Ví dụ bây giờ nè, chị về đây là chị đi theo ổng làm ba cái người xa sắt dưới đá thôi, chứ lại là cơm nước là em thấy là không phải là mình nói ổng vậy, nhưng mà ổng lo cho chị em thấy không được đầy đủ. Dạ. Thì về mấy bữa rồi kìa, trời ơi đem ủi lùi luôn bữa em thấy tụi em. Chị vậy đó là chị về với ổng là cái hôm bữa đó như thế nào mà chị quay lại với ổng? Bữa đó em nhớ con quá, em về thăm con á, ông nói em tính rước bé anh đi chơi, ông nói về ở lại với ổng thì ổng kêu rước con, không về ổng thì ổng kêu rước con. Đâu không có điều kiện gì nữa. Thế em đi về ngoài phòng trọ thì ổng cũng ổng con ra, ổng mà nghĩ về ở lại với anh đi, với con chăm sóc em, anh con chứ không ai chăm sóc con anh không làm được. Mới đang nghĩ hoài, mình nghĩ là bỏ cũng không làm. Thì thứ nhất là mấy anh em mình làm như vậy thì mạnh thường quân người ta sẽ không có giúp đỡ cho mình nữa, tại vì hôm bữa đã chị đã hứa là mình đã không có quay về với ông lớn nhỏ nữa rồi. Như vậy rồi chị thấy cảm giác sao, thấy có lỗi với cô chú chị sao? Không có lỗi chứ. Bây giờ chứ giờ là tụi em giúp chị là hôm bữa là hết mình, quay lại ông nhỏ ông lớn thì thôi em không biết gì chuyện gì để nói. Thì thay vì thí dụ chị mình không có cái phương án nào sao mà phải quay về với hai ông này? Thì con cũng có nó mà thấy con mình hơi thôi, thiếu cha có cha mà không có mẹ cũng tội nghiệp con, mà con còn nhỏ quá nên là anh không có chăm sóc được cho con bé như mẹ đâu. Ừ. Cũng năn nỉ chị ha, nó năn nỉ quá trời rồi mình. Em thì em tập lòng không nổi. Đúng rồi. Dạ. Hôm bữa mấy anh em cũng không có biết đâu. Ừ. Có một cái video là hai vợ chồng quay về tới đầu quá ta, bữa bướng chợ rồi mà quay lại ta. Nhưng mà em làm em quay về em ở với chồng em là em cũng có lỗi với ba cộng đồng mạng. Rồi mẹ chị biết chưa? Biết rồi. Hôm bữa quay về là biết chưa? Biết rồi. Rồi mẹ chị có nói gì không? Mày nói giờ mày cho mày chọn lần nữa đó, mày chọn sai nữa là mày có hối hận. Ừ. Tại vì hôm bữa là mấy anh em cũng thấy cũng thấy gì cũng thương, cho nên là giúp cho chị bán vé số này kia cũng đủ điều kiện ở nhà trọ. Ừ. Rồi bây giờ là chị sống chung với hai anh em. Ừ. Rồi làm công việc gì với ổng nữa, chị kể cho em nghe coi. Thì cũng đi làm bình thường giống nha. Ừ. Đi lập sách vậy. Cái bữa nào thì dành thời gian rảnh rỗi thì lấy giấy số bán thêm. Ờ. Lấy giấy số rảnh rỗi bán giấy số thêm. Rồi chị quay lại với ổng nè. Cô chú người ta sớm rồi người ta có nói này nói nọ không? Dạ không. Ví dụ nói đi đi cho khỏe đi mà còn quay lại ổng gì nữa không? Dạ không. Tại vì ổng không dám nói. Nói ha, người ta hết nói nổi ha. Là quay về với ông nhỏ ông lớn. Ông anh ơi, anh nhỏ ơi, rồi hôm bữa nghe nói giật con là hai vợ chồng nghe nói là anh nói là mình không có muốn quay lại nữa mà, nhưng mà không biết thế cái cơ duyên nào mà anh với chị mà mình quay lại á. Tại vì bữa đó cũng đi làm để nhỏ nhà rồi cái gặp cũng đi bán số á. Ừ. Cũng không có nói chuyện tới nữa. Ừ. Thì đâu bữa đó rất chiều nó chạy về nó cho em thăm con. Ừ. Nhìn nó về thấy nó về cái hai mẹ con nó ngồi rồi ngồi ra thấy là năn nỉ nó. Năn nỉ nó cái đầu nó cũng không có chịu nữa. Ừ. Thì nó để đi rồi từ từ em suy nghĩ về nó cũng về đêm gì đó rồi cũng điện hỏi nó nói bà mẹ xin lỗi gì đó. Ừ. Rồi sáng hôm sau nó mới ra chị à, rồi hứa nó bỏ nhậu vậy, hứa bỏ nhậu luôn hả? Mà giờ chỉ ban ngày ở đây ban đêm nó cũng về chổng mà ai
Dạ, cũng vậy mà hả? Sao mà ở đây ban đêm, ban ngày ban đêm vậy cháu? Nó là đợi nó suy nghĩ lại. Lợi gì em thấy mà bảo mà về với anh rồi. Bữa đó về thăm á. Nó mới về đâu đó. Còn 12 giờ vậy á, dậy xíu đâu rồi, mấy ông có thấy ông ghê vô á. Ừ, thấy bữa có quay một clip. Rồi ông kêu ngồi sắp sắp vô, nói là cho nó tình cảm, rồi bờ không có nói cái vụ mà chia tay rồi mới thôi nhảy lên đại ngồi. Ừ. Quên vụ kia nè. Chuyện ơi. Chị, rồi về với ổng rồi cuộc sống mình sẽ quay lại từ đầu như hồi lúc ban đầu hả chị? Dạ. Chị thấy sống chung là với hai anh em như vậy đó, thì cấp đầu chị nói mỏi mệt lắm, nhưng mà tại sao bây giờ mình lại quay lại cái cuộc như giờ cuộc sống như vậy? Hay chồng nó năn nỉ quá cũng tội. Tội thương hay sao? Dạ. Nói chung là trong lòng cũng vẫn còn thương chồng. Thì chị đi vậy rồi hôm bữa ông năn nỉ chị là bao lâu rồi mấy mấy chị mới về chứ không? Cũng cả tuần. Tuần. Năn nỉ dữ không anh? Nhỏ. Bỏ đi đập sắt luôn à, không đi theo. Rồi ông lớn cũng ở nhà vậy đó hả? Ừ, ông ở nhà không? Nhà. Rồi có chia nấu ăn gì không chị? Y cũ nữa gì? Không, bây giờ đang xin mấy cái cây riêng này. Riêng nha. Thì cuộc sống đó thì y như ngày xưa, ba anh em sống chung. Một cái khu nhà quen. Cho nên là bây giờ là phải lo anh hôm bữa là em nghe nói là bả đi á là nó bỏ bả luôn mà. Thì nó giận người về nhìn con cái tối nào nó cũng khóc hết á. Nó thức tới gần sáng nó mới ngủ không à. Rồi hôm bữa là mình giải quà chưa? Thì về vậy thì cũng nói nó vậy thì ban ngày thì nó cũng vô đây chơi đi làm chung vậy á, rồi tới tối nó về mẹ nó. Ý sáng em hỏi kìa là hôm bữa là mình giải quà rồi đó đúng không? Ừ. À, khổ cho hai đứa nhỏ nữa. Hả? Bây giờ đang kiếm thêm đứa nữa. Ừ, là hai đứa lớn nghịch giờ tối hai đứa nhỏ giải quà hả? À, hai đứa nhỏ giải quà. Bữa đang ăn mấy chén? Bữa ăn đâu 5-6 chén gì luôn. Nóng mạnh đó ông nội. Có thiệt không? Thiệt mà. Trời. Lâu lâu rồi giải quà cỡ đó ra. Ăn bù. Kiếm thêm hay gì? Kiếm thêm. Ông chồng có 40 ngay cả nhà, mà vợ chỉ 20 thôi. Có ai ăn cơm mà lần 5-6 chén không? Ăn là mệt chứ lắm nha. Ăn rồi sáng không làm nổi đâu, hai ngày nghỉ luôn. Khum không? Khum lưng không? Không có ngồi dậy được luôn á. Gì ha? Sao mình không mua thuốc, cũng già chống gậy vô. Chị thấy nha, chị ảnh sức khỏe ảnh gì làm sao? Sao? Sợ không? Sợ. Sợ ha. Tại vì nghe nó bỏ đi mà ông nhỏ không lùa, nó mạnh luôn mà trời. Lâu lâu có cơ hội lỡ đi nữa rồi sao rồi, ăn cho nó kịp. Thì nói chung á thì mấy anh em, nói chung á thì chị này là cái lỗi của chị chứ không phải là mấy anh em. Thì mấy anh em nói với chị á là mấy anh em đã giúp, cố gắng giúp cho chị, chứ cô chú mạnh thường quân người ta giúp. Thì chị mà quay lại ông nhỏ đó thì mấy anh em hôm bữa nói á là chị đừng có quay về đó nữa. Thì cho nên là em có nói gì thì nhỏ đừng buồn em nha, tại vì em nói cái sự thật là nói như vậy. Nếu như quay lại ông nhỏ thì mấy anh em sẽ không giúp nữa. Mở mướn trọ này kia cũng đầy đủ hết trơn rồi mà cái cuộc mà chị làm sao mà quay lại ông nhỏ với ông lớn, cực khổ thấy bà luôn. Chàng sống chị sống với nên nè, chị sống với hai ông nè, chị sống mình nè, ai nào khỏe hơn? Sống mình khỏe hơn đúng rồi, khỏi ai đòi hỏi gì hết trơn, chứ lại ông khỏi cần kêu cho ăn cơm rồi đó, cho nhịn đói thấy bà luôn. Quay lại đó rồi vòng vòng cô chú ở xóm đó, những cái xóm mà bữa người ta nói đó là vô tiếng gà, có ai nói gì không? Dạ. Không mà tao không có nói đâu. Ở đó cũng như tao có quan tâm tới gia đình đó, ai làm gì làm, nói nhậu say vô bị gì à. Ừ, chị. Dạ. Chị cho em hỏi thăm nè, hôm bữa thì Mạnh Thường Quân á cũng giúp cho chị là vốn để bán cái số nè, rồi còn hỗ trợ mua cho chị là một chiếc xe,
rồi ngày hôm nay á sao mà mấy anh em thấy á là chị đi với ông nhỏ trên cái chiếc xe cũ gì rồi chiếc xe mới đâu cả chiếc xe mới em nói thiệt là em cầm mà về thấy xe ổng hư nó không đi làm được chứ nhỏ về nhỏ không có sửa không gì hết trơn cầm mua sữa mua xe chấm gần là sao mà cầm xe dưới gì không nhỏ xe đó là xe của tặng cho chị mà tại vì về rồi thấy cũng không có xe muốn cầm nữa thấy vợ thấy con nè đối với không có sữa rồi xe đó thì nó hư rồi đâu có đi làm được đâu ừ đó thôi vậy em cầm xe đi sửa xe đi làm vườn bữa hay bữa chuột là ừ. Ông nhỏ cầm chiếc xe hết bao nhiêu 3 triệu là ông nhỏ suối bà nhỏ hay là em tự em đi cầm tự chị đi cầm luôn hả là thấy ổng không có tiền rồi tội nghiệp đi cầm luôn hỏi anh chứ về nhà không còn hột gạo nữa ừ về nhà không còn gạo không có gì ăn nữa còn nhỏ thì không có sữa uống nữa tả không có bằng nữa em ơi chàng cái này nói ông nhỏ đừng có buồn nha ông nhỏ sao mà ông nhỏ không lo cho có gạo có thóc được mà... lo không được có mình nó khóc sáng đêm suốt ngày vậy đó rồi cứ ở nhà mà dỗ nó không gì đâu có đi làm được đâu rồi bữa đó gặp vợ về mừng quá nó năn nỉ gì lắm nó khóc luôn nó mới ở lại em ơi chứ giờ giữ nó thì cứ sáng đêm nó khóc nó đòi mẹ nó không mà nó không chịu ngủ mà nó không chịu ăn vậy đó cũng không đi làm được luôn hôm về là thấy ốm nhom luôn á em giờ không làm chăm là nó giờ nó đỏ lại đó rồi rồi chị cầm chiếc xe như vậy rồi chị không sợ mạnh thường quân buồn sao em cũng sợ lắm chứ gì hoàn cảnh như sao vậy phải người ta đừng có quay về thì đâu có mất chiếc xe mới đâu không về thì tội cho con chứ cho ảnh quá ừ. Rồi bây giờ ông nhỏ mấy bữa nay có đi làm gì được chưa có cũng đi đập sắt lai gai cũng có đi đập sắt lai gai ha ừ. Từ ngày về giữ nhỏ giờ ngày nào cũng đi làm chàng ơi chàng thiệt tình chứ mới mua chiếc xe cái chát đó rồi chị cho em hỏi thăm nè rồi mấy bữa nay có bán vé số không có bán buổi sáng một buổi chiều về giữ bé là trong gì ra còn đủ vốn không hay là đứt vốn nữa rồi còn chịu mấy cho mình rồi chịu mấy rồi mấy mình các em cố gắng nha vậy là còn nha dạ. Còn đủ vốn nha rồi chiếc xe cầm như vậy rồi chị cầm có 3 triệu rồi chiếc xe đó cũng mắc mà sao cầm có 3 triệu mà ê cầm đủ trang trải em mua gạo mua thóc mua tả mua sữa là cho em bé à đi sửa xe đó đi sửa với mua cái xe cổng đi làm à chứ không có cầm gì mua thêm chiếc xe khác hả ờ mua xe kia hư rồi lúc nãy là cũng 2 triệu rồi ừ mua chiếc xe khác 1 triệu rưỡi rồi sao có chiếc xe mới rồi mắc gì mà phải đi mua chiếc cầm để đi mua chiếc mới nữa là sao để làm mua chiếc xe đó anh không chịu chạy làm nó mới hư uổng à sợ hư mình biết nó để chạy tới lui đi như là mình đi chơi đi đây đi kia rồi đó ừ. Có xe mình đi còn cái xe đó kia để làm ừ là như vậy là định mua chiếc xe kia là cái giá của chiếc xe kia là bao nhiêu đó, 1 triệu rưỡi 1 triệu rưỡi nha là ông nhỏ định lấy chiếc xe đó đặng đi làm là đi mua dưa chai hay là đi đập sắt đá giống hôm bữa nữa thì cũng như là đi cái xe này để làm cái xe kéo à. Để mình kéo cái xe đi đập dưa chai rồi sẵn mình mua luôn chứ còn xe Honda không thì mua không được ừ. Tao bán đâu có chở hết đâu ừ. Nghĩa là mua chiếc xe kéo ha à. Rồi chở gì mà mất mua xe kéo chứ vậy? Như mũ chai đồ đó bao mình phải bỏ lên nhiều mình đâu có chở xe Honda được bỏ xe kéo mình kéo đổi nghề đi làm chơi chai luôn hay gì mình mua đúng như người ta bán thì mình mua ừ vừa đập cái cũng có nhiều người bán mà tại xe Honda rồi mình mua không được chàng ơi mấy anh em nghe mấy anh em của em á phát hiện ra là chị quay lại là nói em với Thanh Trúc còn chưa tin nữa đó không. Mới vừa giúp bà vốn mấy cái số với mướn nhà trọ rồi xong rồi không lẽ tự nhiên bao mở mà mới đi vô nhà quán nhận bên giúp thì vẫn còn em vẫn còn mấy cái số nhưng mà thấy chồng vậy bỏ không đành với con mình không vậy nữa rồi quyết định lần này là kỹ chưa nghe rồi sau này rồi cứ cái đi nữa rồi bắt đầu nhờ anh em giúp nữa là khó lắm nha dạ yeah. Mà ông thấy ảnh không gầy về thấy ảnh cũng thay đổi nhiều rồi anh thay đổi chưa rồi quan tâm vợ con hơn trước cũng bỏ nhậu rồi cũng bỏ rượu rồi ha dạ bỏ nhậu rồi cũng mừng rồi chàng ơi chàng tưởng đâu là ông nhỏ ông đứa nhỏ đi gửi cho mấy người chị gì hôm bữa
nó không nhận. Hả? Nó không nhận. Không ai giữ. Không ai giữ được. Mấy bữa đầu rồi mấy bữa sau không giữ. Không có được bữa nào luôn. Không giữ được bữa nào luôn, tự bữa bắt. Đi lại thì nói thì vợ chồng mày làm, vợ chồng mày chịu. Rồi tôi thổi ấm nhỏ về. Không giữ luôn. Không giữ. Rồi hôm nay bà nhỏ quay về căn nhà quan đó sống cùng với ông lớn với ông nhỏ luôn hay sao? Dạ. Cũng chuẩn bị cắt cái chòi ra, cái chòi ra với hai chồng ra riêng. À, chuẩn bị cắt cái chòi ra riêng. Dạ. À, bỏ ông lớn sống mình lên luôn. Sống, chọn sống mình lên. Là cái chòi cắt ở đâu? Đi xuống dưới sông. Mấy sông nhưng mà người ta cho cắt không nha. Dạ. Xin rồi. Xin rồi. Thường thường mấy sông người ta không cho cắt đâu đó. Anh xin rồi. Xin rồi ha. Ừ. Rồi ông nhỏ quyết định kỹ, ông nhỏ có thay đổi hôm bữa nói là thà là không có vợ chứ không có nhậu là không được, sao bữa nay đổi ý rồi? Tại nhỏ này nó khóc ngày khóc đêm chịu không nổi. Giờ giữ nó thì cũng không đi bằng được, không đi bằng được cũng đâu có rượu uống đâu. Người ta giao đứa con cho nuôi, dành nuôi cho đã, rồi nuôi được có từng lễ 10 bữa. Mà thằng nhỏ giống như là ốm luôn, xuống luôn rồi. Nó không uống mà nó không ăn luôn, nó chỉ biết khóc à. Rồi còn bà nhỏ thì hôm bữa mấy anh em lo cho bà ở nhà trọ đồ mới chát à. Rồi bây giờ coi kìa. Nhưng mà gì? Đúng rồi đó, em cứ nói, em muốn nói là anh nói. Anh cũng biết nữa. Rồi chồng con gì xong rồi để cho vợ như vậy chàng. Chứ giờ ráng làm lắm mà làm nó không có dư, cái vừa ấy thì xe hư không à. Bằng bạn lính đàn ông đâu mất tiêu đi. Thì đi làm đấy thì bị giật. Đi mừng mướn nữa hả? Ờ, đi mừng mướn thì bị giật. Ngồi xích vô bả cho thương mướn thương coi. Trời ơi kìa, bắt hồn. Ok, nhìn bả thiệt chứ. Đi bắt hồi luôn rồi. Tại vì lúc mà giành con lại thì cũng biết rồi, đàn bà nào cũng vậy chứ, dễ gì người ta bỏ con mình đâu. Anh biết chưa hả? Biết. Thà người ta bỏ chồng chứ không bỏ con đâu. Cho nên là đầu tiên bắt con trước đi ha. Ừ. Từ mẹ nó nhớ con nó về à. Ừ, khen gì hôm bữa không ôm đứa nhỏ thì bà không chịu về. Ừ. Mà tới chừng ôm đứa nhỏ rồi thì đầu là bà hai ba bữa bà chịu hết nổi. Anh nói thiệt cho anh, bữa mà em về em nhìn nhỏ là em nói tự như là mấy con cuốn còn mà thiếu ăn nha. Trời ơi. Sơ tợ hết trơn cái đầu quên đó mình. Rồi hôm nay bà có coi kiến lại bà chưa? Bà có kiến lại chưa? Như thế nào rồi chứ? Tôi với Thanh Trúc nhìn bà mấy bữa nay cũng dữ lắm á. Bữa nay tôi gặp mà tôi thấy hết thấy gì luôn. Hẹn hôm bữa ở nhà trọ thư viện giả với anh em của bôn á, nhờ sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân á, hỗ trợ cho bà nhỏ nè, thì bóng hế luôn quý vị nhá, không dính miếng sình miếng bụi luôn đó. Bữa nay sao? Đi thì đi xe đẹp xe mới nữa. Mà giờ coi nữ viện giả ơi, rớt nước mắt luôn. Sao ông nhỏ không biết thương qua tiết ngọc vậy chứ ông nhỏ? Mặn chết không có tiền gì hết biết đừng thương luôn. Mặn hoài mà tới phía về cũng về là cũng không có dư ra được nha. Không dư ra ha. Dư. Còn đi 200 về có người là một mà. À, anh nhỏ anh lột cái nón ra cho mát thôi. Không thấy gương mặt tự. Cạo đầu rồi. Vậy sao cạo đầu vậy? Đi rồi sao? Bỏ ruột. Hứa bỏ ruột với vợ là cạo đầu được cho vợ tính hả? À. Chiều cuối đi ha. Giờ chơi chiêu này là hết mức luôn rồi. Chứ giờ mà không hứa cạo đầu bỏ rượu á thì nhỏ giữ nhỏ này cũng bỏ rượu à. Chịu, theo em được biết đó là trẻ con á là nó khó dữ lắm á, không có mẹ nó là mình hơi đuối nha. Thì đó từ lúc mà ẩm nó về là cũng có uống được bữa một. Ngồi nội nghe nó khóc không mà tỉnh rượu luôn. Dạ, bữa nay nhìn bà chị nè, U20 nè, hết thấy gì luôn. Không tin luôn, không tin vào mắt mình luôn á. Rồi mẹ của chị có biết chưa? Biết à. Rồi mẹ có nói gì không? Mẹ nói là mày quay lại mẹ với nó nữa là lần cuối nữa mẹ. Mày chọn là mày chọn đồng ý nói mẹ. Mẹ nhất quyết là mẹ không cho về. Ừ. Thấy ông nhỏ cũng hạ quyết tâm mất kìa, cạo đầu luôn hả? Anh xé gì em cạo đầu luôn hả? Cạo đầu bây giờ vợ biển là rồi từ lúc mà bà nhỏ về đó, rồi cầm xe để cho ông nhỏ mua gạo mua đồ đó, rồi cái tiền nó còn không? Cái tiền cầm xe á? Còn, của em nè. Còn của em kìa. Còn chưa mấy nè.
cầm 3 triệu rồi giờ còn chịu mấy hả? Dạ. Mua xe hết 1.5 triệu rồi. Rồi tiền vốn mấy giấy số đâu? Mua xe hả? Vốn 1 triệu. Tiền vốn mua giấy số rồi mua xe đó. À, vốn. Hôm bữa là mấy anh em cho là 1 triệu đó. Mạnh Thường Quân là người ta gửi cho 5 triệu đó. 5 triệu. Tiền vốn 1 triệu. Rồi trả nhà trọ rồi người ta có thò trả tiền lại không? Dạ không anh. Sao vậy mấy em trả trước 2-3 tháng lận mà. Nói thì không trả trả trước thời hạn là ta không thanh toán tiền này đi. À. Chứ rồi lúc mà mấy anh mướn anh trả tiền nó đâu có trả đâu. Nó đi thì nó bỏ nó đi thôi. Hôm bữa trước 2 tháng á. Ừ. Trước 2 tháng á. Bây giờ bởi vì nó đi thì à. Bà cũng nói mà là người ta mướn cho mẹ nở mình đi thôi chứ mình đâu có đưa tiền lại đâu. Chàng ơi chàng có bà kêu gì vậy? Bà nói 1.000.000 chứ điếm có mấy trăm ngàn được. 1.000.000 á. Mấy hả? 1.000.000. 1.000.000 đâu rồi. Sao thấy có 400-500. À có bự là có tờ bự. Tao bự mà giấu. Không có tờ bự rất là thiếu á. Chàng ơi thiệt tình chứ. Ông nhỏ ơi, thôi bây giờ dù gì mình cũng là đàn ông, ông nhỏ cũng là người chồng á. Mày cố gắng phấn đấu lên tu chí làm ăn để lo cho vợ con mình bằng vợ con người ta coi. Thì từ lúc nó về thì hứa bỏ rượu mới còn 1.000.000 chứ mà nhậu là chắc không còn được mấy ngàn nữa. Ngày nào hết ngày đó rồi. 1.000.000 đâu thầm hơn 1.000.000 người ta rồi. Thầm hơn 1.000.000 luôn người ta. Đâu, cái xe này nè mình chưa ra xe này. À. Rồi, bù vô xe đó. Ừ. Vậy đó ha. Tính ra chỉ có hao có mấy trăm mà. À, hao có 700 à, cầm 3 triệu nhưng hao có 700 tiền vốn đó à. Ừ. Rồi cái cầm xe đó là ai cái quyết định đó của ai? Của con nhỏ hay gì? Của vợ. Vợ thấy khổ con tự nó cầm chứ không có xui. Gì ha. Rồi có chia cho ông lớn độc nào không? Không. Hay là của hai người thôi. Không chia cho ông lớn không để dành. Không không lo làm nó cũng nhậu không chi. Yeah. Không chịu làm gì chăng á, thằng ăn ăn cũng nhậu nặng vậy đó. Ủa nhớ ông đi múc lúa rồi cũng giỏi lắm, lắm rồi. Nhậu ra ngưỡng nơi nấu cơm luôn đó mà. Giờ thay đổi lắm. Bây giờ là nghỉ làm luôn hả gì? Làm giờ từ bữa mà ông đi kiếm về tới giờ rồi ông gì? Dạ nghi luôn mà không chung nữa. Là đổi ý đổi tánh luôn nha. Từ cái bữa mà ông nhỏ đi kiếm ông đó nha. Ừ, từ bữa đi kiếm ông về rồi ông đổi tánh gì? Mày nấu thì mày ăn, không nấu mày đói. Ừ. Chứ không có chứ mà nấu mà anh em ăn chung không có. Chuyện thôi. Bây giờ mình bỏ rượu rồi, ổng uống rượu hoài đâu có chung được đâu. Nhìn cũng nghiện. Thôi che vòng vòng xin ta rồi, ta cho cây rồi mà để từ từ che chọi hai đứa ở. Ừ, chị. Dạ. Thì ông nhỏ đi ra ngoài rồi tụi em xin phép là để nói chuyện riêng với chị á. Dạ. Ừ. Chị cho em hỏi thăm là chị quyết định kỹ khi mà quay lại sống cùng với ông nhỏ với ông lớn chưa? Dạ quyết định anh. Quyết định kỹ chưa? Kỹ rồi. Cái này em hỏi thiệt nè. Dạ. Chị suy nghĩ như thế nào mà tự nhiên chị rời bỏ ông nhỏ với ông lớn đó. Là chị có cuộc sống thoải mái cũng như là làm đủ ăn rồi nó khỏe khoắn hơn, ngủ cũng ngon giấc. Rồi có nhà cửa đồ ở đàng hoàng. Rồi sao chị lại quyết định quay lại ông nhỏ với ông lớn vậy? Nói chung là đi ra ở riêng á, ở anh á thì có giấc ngủ ngon thiệt, cũng sống thoải mái thiệt, mà nghĩ ban đêm không có chồng nằm cạnh bên cũng tuổi. Chứ về thăm với lại cái hai nên là về thăm con á, thấy con nó vậy thì chồng mình nó vậy, nó em không có đành lòng mà bỏ đi. Thấy cũng xấu. Là chị vì nhớ chồng là nhớ ông lớn ông nhỏ hay là vì nhớ đứa con? Nhớ đứa bé. Nhớ đứa con là chính nha. Dạ. Đâu có cái như đàn bà mà bỏ chồng bỏ con bỏ chồng thì chứ ai bỏ con đâu anh. Ừ. Cũng nhớ. Gán cầm lòng lắm luôn mình chịu không nổi. Phải bắt buộc phải về thăm. Về thấy thì mới cảnh đó nên cái em không biết sao trên trần hẳn không. Thứ nhất là chị nói không đúng sự thật về khán giả. Tại vì hôm bữa mấy anh em giúp chị là đoán vé số chứ mua xe này đầy đủ hết. Ừ. Nhưng mà chị thì có mấy cái bạn quay thì thấy chị ủa sao quay về với ổng, thì cái điều đó đó là người ta nói mấy anh em như nói với chị tại sao đi rồi mà còn quay về đó để làm cái gì. Yeah. Thì theo mà những cái lời cô chú người ta nói như vậy đó thì bữa nay mấy anh em cần chị có một câu trả lời coi. Nói chung là về đó là vì con thôi. Con ha. Dạ vì con. Nếu thấy con mà nó vậy thì em cũng đâu có bỏ đi đành lòng mà bỏ đi nữa. Ừ, nói chung là chị có thể bỏ chồng. Dạ, mà không thể bỏ con. Mà không thể bỏ con được. Dạ.
Nhưng mà hôm bữa là mấy anh em đã mướn cái căn nhà trọ ở ngoài cho chị rồi, đóng trước 2 tháng là nói chung là đóng trước 2 tháng gì đó, rồi khi chị đi về đó rồi người ta có trả tiền nhà trọ lại cho mình không? Dạ không anh, cái đó là đi trước thời hạn, tao thanh toán từng số dư lại cho mình, tham trả lại ha. Dạ. Rồi hôm bữa đó là sao tự nhiên chị đi vô chị thăm đứa bé vậy? À, nhớ quá, đi bán vé số đó, thấy con ra cỡ con mình thì nhớ, chị không nổi. Rồi khi mà chị vô như vậy đó rồi ông nhỏ không nói gì? À, không nói chứ, ông nằm buồn heo à. Ông nằm ông buồn heo, nhìn thấy thấy cũng tội. Ẩm con ra giống nằm, nhận con hồi cái đưa ra chỗ ông đi về. Rồi ông nói sao ông, mà chị quay về với ông? Ông năng nỉ, nói thôi em ơi cho anh cơ hội đi, anh biết anh sai rồi, cho về vì con về sống lại đi, thì con thiếu cha thiếu mẹ cũng tội với con. Cái em nói là để em suy nghĩ lại, nhưng là anh cũng điện về cho mẹ em, anh xin lỗi mẹ, năng nỉ mẹ này nọ. Thì mẹ em thì phải nói hai chồng mày làm sao làm, chứ mà nói quyết định là tao không có nói được đâu. Nhưng mà hổm gà chị có nhìn lại bản thân mình chưa? Có. Chứ mình thấy là nó xuống thiếu thốn gì lắm không? Thiếu thốn lắm, xuống luôn. Nè, bây giờ vậy rồi hai ổng có hành gì không? Không. Rồi sao không hành mà nó thấy nó xuống sức dữ vậy? Ông nào hành trước? Ông nhỏ hành nhiều không? Nhỏ nhiều hơn ha. Vậy là về hôm bữa là ổng đòi dọn cơm ăn dữ không? Thì anh cũng nói rồi đó. Nói chung là như vậy nè. Quý vị mà Mạnh Thường Quân á, yeah, hỗ trợ giúp cho chị á là để rời khỏi căn nhà quan, đúng rồi, và để tránh xa ông nhỏ với ông lớn để có một cái cuộc sống cũng như là một cái tương lai nó tốt đẹp hơn. Yeah. Nhưng mà bây giờ chị lại quay trở lại, chị có lời gì muốn gửi tới quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả yeah yêu ủng hộ cho chị trong khoảng thời gian qua không? Dạ, yeah, này là cũng là lỗi của em, cho em xin lỗi cộng đồng mạng với anh chị cô bác trên. Tại vì là em thương con, em muốn em bỏ con em không đành. Nhưng lại chồng em ảnh năn nỉ quá à, em không có đành lòng, bởi mong cô chú anh chị tha lỗi cho em. Đó là những lời chị muốn gửi tới quý Mạnh Thường Quân nha. Dạ. Xin lỗi ha. Dạ. Xin lỗi vì đã không có thực hiện đúng là như lời em nói. Nhưng mà có cái này nè, đã quay về thì thôi đi, chiếc xe là Mạnh Thường Quân tặng cho chị. Dạ. Mà sao mà chị lại đem đi cầm, không hiểu sao, không hiểu nổi luôn á. Em không tin luôn á, ông nhỏ ông dỗ ngọt chị hay sao, hay là ông lớn không hay có ông sao? Nào dỗ ngọt em hết á, chạy về thì nhà thì không có, không còn gạo, con thì không có sữa, không có đã, không có gì ăn hết. Mình thấy vậy mình cũng rồi, mình không còn, không có, không còn tiền. Chứ lẽ ông nhỏ với ông lớn không đi làm sao? Thằng nhỏ thì mắc giữ con bé không à, đâu đi mằng được. Đây, ông lớn, ông bé em thì nó khó lắm, không lạ giữ không được. Rồi ông lớn, ông lớn thì tối ngày thì chỉ biết rượu, uống rượu xong nằm đó, uống xong nằm đó, không biết làm. Chị nếu mà chị về đây, chị đi quay về hai ông này, dạ, là chị sẽ đói dài dài nữa. Nói chung là chị khổ nữa. Dạ. Sao chị không suy nghĩ điều đó? Nếu mà không có cái số tiền của chị thì mấy ổng lấy gì ăn? Thì cũng suy nghĩ đó, mà giờ về thấy ổng cũng thấy chồng mình cũng thay đổi rồi. Thay đổi cũng... gì thay đổi mà không thấy làm gì hết trơn, thay đổi gì. Anh cũng chịu đi làm rồi, đi làm hằng ngày là em đi làm chân á. Thứ nhất là chiếc xe của hôm bữa mấy anh em đã mua cho chị. Dạ. Tưởng đâu chị làm ăn ngoài về thì cũng quay về ông nhỏ nhưng lớn, tụi em không biết nói gì hơn. Bây giờ không có ông nhỏ đây nè, chị dạ nói thiệt coi, chiếc xe đó là làm sao? Chiếc xe đó là tự em đi cầm. Tự đi cầm ha. Dạ. Rồi số tiền nó dùng vào cái việc gì? À, dùng mua chiếc xe cho ảnh đi làm. Mua loại chiếc xe cho ảnh đi làm, dạ. Chiếc xe giá bao nhiêu? 1.500.000. Mua chỉ có 1.500.000 thôi. Dạ. Còn 1.500.000 thì để dành xây sở, mua tả sữa cho con bé thôi. Rồi cái này nói thiệt nha. Dạ. Hồi nãy chị nói là tiền vốn với số chị còn. Dạ. Nhưng mà hồi nãy chị móc tiền ra chị đếm là chỉ có 1.000.000 à. 1.000.000 thôi. Là vừa đủ tiền vốn với số à. Dạ. Rồi còn 1.500.000 mà cầm chiếc xe dư đâu? Để ở nhà, không có cầm theo. Để nhà thiệt ha. Dạ, ở nhà. Nói rằng anh em cũng như quý vị biết nha. Biết người ta giúp chị đó. Em để ở nhà, không cầm theo. Ừ. Một lần nữa hay mỗi là chị nhớ là thương đứa nhỏ, dạ, hay là nhớ thương ông lớn với ông nhỏ? Đứa nhỏ. Thiệt tình không? Dạ thiệt tình, thương con bé không à. Sao nãy thấy ngồi quấn quýt ông như vậy? Nghe ổng quấn quýt em như không được. Dạ. Chị sát như nhỏ dữ lắm luôn nha.
cái này em hỏi thiệt nha, yeah. Sao mà chị thì còn rất là trẻ luôn mà cũng ngộ gái nữa, mà sao chị đem lòng chị yêu thương mấy ông này vậy? Nói chung là lúc đầu là ông cũng thương mình, thì mình thương ông là chuyện bình thường thôi, giờ ông nó xử tệ mình cao nào. Ông lớn tuổi rồi, ông già mấy ông này già chắc. Lại là quen với ông gì nữa là nó, nói chung là cái đạo lý của người người ta sẽ nói chị là như vậy không tốt, à. Chị phải suy nghĩ. Ví dụ như người ta ưng mấy ông già lớn tuổi hơn mà có khả năng, có kinh tế, có điều kiện, đặng cho con mình nó sung sướng. Còn cái này em thấy đâu có kinh tế điều kiện gì đâu, cái này chị thương thiệt luôn hay sao á? Thương thiệt. Mà không cua sao mà dính vậy? Quay giờ kìa, bây giờ quay lại với ông nhỏ với ông lớn rồi kìa, coi giò cắn kìa. Như con mèo. Hơn con mèo nữa. Con trâu mở cào rồi con xa ra vậy. Lần này quay về, quay trở lại là có chắc ăn là ở luôn không? Hay là vài bữa nữa rồi kêu mấy anh em xuống cứu không? Chắc ăn là ở lại luôn rồi. Thì ổng thay đổi vậy là em thấy em mừng rồi đó. Thay đổi sao em? Cũng bỏ rượu nè. Ừ, cũng chăm sóc quan tâm vợ con hơn trước nè. Ừ. Nói chung là không có nói chuyện nặng lời với vợ con như trước nữa. Còn nạt không? Không, hết rồi. Giờ em thích làm thì làm, không làm thôi à. Chứ không có sai biểu hay là này nọ nữa. Rồi ông lớn có sửa gì không? Ông lớn đi cũ giờ cơm mai nó ăn. Ông lớn nghỉ nấu cho chị ăn à? Nghỉ. Giờ hai chồng mày nấu ăn ngon thì ta nấu ta ngon. Ông nấu ăn ngon, ông bỏ chị với ông nhỏ muốn ăn gì ăn. Ừ. Kỳ vậy ta? Chị, cho em hỏi nè. Ông lớn á, dạ. Với ông nhỏ đó. Thí dụ hai ông á làm đi làm những cái công việc cho chị á, mấy ổng có thay phiên không? Thí dụ á. Nhờ công việc của chị kêu ổng làm á, ổng có thay phiên không? Không, tự em làm mà. Vậy ha, có khi nào chị kêu ông lớn nhỏ không? Có kêu chồng em chứ không kêu ông lớn. Ông kêu lớn nha. Dạ. Nhiều khi nhờ anh giữ con em phải đồ hay là giữ em gì đó chén gì đó, nhà giữ con thôi chứ không có nhờ làm cái công việc của mình. Dạ. Cũng không có dám kêu ông lớn. Nhưng mà nhờ ông thì lâu lâu cũng có nhờ ông lớn nha. Dạ. Lớn nhờ chỉ nhờ đi ra tiệm tạp hóa mua đồ thôi chứ không có nhờ là. Giờ thì ông sẽ đi ha, ông nghe lời chị nha. Bây giờ thì hết nhờ rồi. Giờ không muốn hay sao? Giờ từ cái ngày mà chồng em đi kiếm ông về tới giờ là thay đổi hẳn luôn. Dạ. Ông nhỏ đi kiếm ông lớn nha. Dạ. Là gì là ông lớn thay đổi luôn. Cơm ông nấu ông ăn ơi, ông đồ ăn. Chị không có, ông không ăn chung với chị nữa. Dạ không. Dạ. Ông ăn luôn nha. Ông ăn là ông nấu ông ăn lên. Sao chị không đút cho ông ăn đi? Không. Ăn sao? Ăn không ăn thôi chứ mắc gì phải đút. Ông không nấu thì chị nấu cho ông. Không, em cũng không nấu luôn. Thay đổi nha. Thay đổi. Gia đình chỉ có 3 người à. Mà không hòa thuận nữa rồi sao? Bởi vậy giờ hai chồng em mới là chuẩn bị cắt cái trò ra riêng đó. Đúng rồi. Nhưng ở chung nhỏ cũng không nổi. Tính thay đổi nha. Dạ. Giờ lúc trước là mua con cá còn chia ra 3 người, giờ mua ký cá ăn anh. Lần thì chia con cá chia ra làm 3. Dạ, ký cá ăn anh. Anh này một cút, anh kia một cút, chị một cút. Còn bây giờ đó thì không chia nữa. Không. Ví dụ sao chị mệt hay sao chị? Mệt mỏi quá hay sao? Em cũng không biết ổng nữa. Mà nhưng mà em hỏi chị kìa, lý do mệt mỏi quá cái cuộc sống này hay sao? Dạ, mệt mỏi cuộc sống mà có mấy anh em mà sống vậy. Thầy ra riêng như cút măng. Đúng rồi. Vì giờ sống với ông nhỏ với ông lớn á là người ta sẽ kỳ thị rất nhiều. Đúng rồi. Em cũng biết mà vì chồng vì con đâu có bỏ được. Dạ, đúng rồi, người ta cho em hỏi nè. Rồi bây giờ là chị đi về nè, có khi nào người ta nói chị á là trời ơi, mình giờ mình sống với hai ông nữa hay gì rồi, có khi nào người ta nói chưa? Chưa, từ bây giờ chưa nghe ai nói. Tại vì chị chưa có xuất hiện đúng không? Dạ chưa. Còn cấp trước thì sao? Cấp trước thì nói mày khổ quá, sống hai nó khổ quá thì thôi mày bỏ mày đi mẹ rồi đi. Ôm con mày đi chứ ở cảnh này ở tù với ở làm gì? Với lại người ta nói chị là sống với hai người đàn ông là như thế nào? Chị có thể kể cái đoạn đó, cái cách kia người ta nói không? Nói là sống một bà hai ông chồng chứ không phải là nói chung là sống anh em trong nhà. Vậy là người ta nói chị là sống với hai ông chồng. Dạ. Rồi lúc đó chị nói sao? Chị buồn không? Em cũng buồn mà em nói thôi kệ, mình em cười qua người ta hiểu, mình không hiểu thôi. Sao chị không giải thích cho người ta hiểu là? Nói chung là cái con người em không thích giải thích. À hiểu thôi à. Không thích là giải thích phân ngôn, giải thích phân ngôn người ta cũng đâu có hiểu mình đâu. À, mình sống cùng với hai ông như vậy hạnh phúc không? Lúc đầu thì cũng hạnh phúc mà về chập xa từ lúc anh đi về tới giờ là không còn như xưa. Không còn như xưa, thay đổi hết rồi. Không còn điều kiện như ngày xưa. Yeah. Khi mà họ lặn á, dọn cơm ra ăn như vậy, hai ông ăn cùng lúc hay là thay phiên?
hai ông cùng lúc rồi ông kia ăn sao? Ăn cùng lúc mà từng ăn cùng lúc luôn hả? Chàng ơi chàng sao ông kêu ông nhỏ ăn trước đi rồi cả cho ông lớn xuống ăn chia rồi mà. Không, mà ông không chịu vậy, ăn cơm là dọn đi ăn chung nha. Ăn chung luôn hả má? Thôi thì chuẩn bị kết thúc video á. Chị gửi lại một lời đến quý vị khán giả cũng như là quý mạnh thường quân á, mà cũng như là mấy anh em á trong khoảng thời gian qua đã hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị á. Chị có thể gửi một lời nữa, một lần nữa gửi đôi lời đến quý mạnh thường quân cũng như là quý vị khán giả mà thương yêu chị không? Nói chung là em cũng hôm nay em cũng xin được gửi đôi lời đến Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân là giúp đỡ em thời gian qua. Và em cũng xin lỗi là vì em không thực hiện được cái lời hứa là không quay về ở với hai ông nữa. Vì em bỏ con em không đành. Ai nằm trong hoàn cảnh cũng giống em, cũng như em thôi. Thì em xin lỗi. Chị sợ giống như là xa con không được. Dạ, xa con không đành. Cái bữa đầu mà về gặp con chị sao? Mừng lắm nha, vui lắm, rớt mắt luôn á. Thấy cháu nó tội nghiệp á. Dạ. Giờ gặp con vừa mừng mà vừa thương con á, về đâu mà nhìn không ra ốm nhom mà nó trời nó. Nhưng mà chị dành nuôi con mình lên được mà. Anh không cho. Anh không cho ha. Anh sợ em cũng bước thêm bước nữa rồi khổ con gái em. Rồi ông không cho. Dạ, thưa quý khán giả, thưa quý Mạnh Thường Quân, thì đó là đôi lời của cô vợ U20 gửi đến quý vị khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Thì Ngôn cùng với Thanh Trúc á, xin quý vị khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân nè, hãy hiểu cho cái tấm lòng của người mẹ rất khó để mà sống xa con mình. Dạ. Dạ thì ông nhỏ ơi, với chị ơi, thì bữa nay á, Thanh Trúc và Vui Ngôn lại đây. Thì đầu tiên á, thì mấy anh em thấy một cái đoạn clip á, hôm bữa mấy anh em đã mướn trọ cho chị rồi, thì có mua xe cho chị nhưng mà không biết vì sao chị quay về với ông nhỏ. Thì cho nên là mấy anh em sẵn lại đây thì nói chung thì cũng chia sẻ một cái đoạn video này lên. Thì Thanh Trúc á, Vui Ngôn thì lấy cái tiền cá nhân á ra gửi cho chị 500.000 để mua sữa phụ cháu ha. Dạ, cảm ơn anh. Thì nói chung á, thì cả nhà ơi, thì cái chị nè U20 nè, nói chung thì nhớ con quá cho nên là mới quay về thôi, chứ nói chung thì mình cũng không có biết nói sao giờ. Thì nói chung là duyên nợ mà mình tách ra thì cũng không được, thì tùy duyên đi. Thì dạ, thì Thanh Trúc á, Quý Ngôn cũng cảm ơn cô chú anh chị đang xem video.